là đi chơi một mẹ nhắc anh này là một nhá, đi chơi đâu ông cũng phải ông cũng phải chia sẻ đây nhá, anh là cái này lần cuối cùng nhá, đi chơi đâu thì ở nhà mà là ở nhà em dâu xó ấy, ông cũng phải nhường cho người khác vào chơi kiểu nhường nhịn ấy ông. Tại tại vì nhá, nếu như người ta không không có trò chơi của mình ấy, thì coi như là người ta sẽ ghét mình luôn, thì có nghĩa là nếu người ta có đồ chơi ấy, thì người ta sẽ không cho ông được, kể cả người lớn hoặc là người bé. Này nhá, là nhá, anh bảo này, là nhá, là nhá, hai là ông không được gào lên ngay ở cái chỗ nhà cô Green, nói chung là chỗ nào đông người là ông không được gào lên, ông ấy mà gào lên người ta tưởng là bị điên ấy, kiểu như là kiểu người ta tưởng là mấy người điên ấy, rồi người ta gọi cảnh sát công an bắt ông đi ấy. Không, bất giờ đi. Bắt ông đi không, anh đang họ anh đang bảo là nếu như ông mà gào ầm lên chỗ đấy ấy, thì người ta sẽ tưởng là thì người ta sẽ tưởng thằng điên, hoặc là người ta sẽ gọi công an bắt ông đi ấy. Thứ ba là để anh thì bây giờ anh nói tiếp này, bây giờ thứ ba này nhá, ông ấy là không được đánh, là ông không được đánh anh. Ông muốn xem tivi đúng không? Em xem cái này. Không, để anh nói xong đã thì anh mới cho xem. Để anh nói xong đã. Để anh nói đây nhá. Mẹ mẹ anh anh cho ông xem cái này nhá. Đúng. Để anh nói xong nữa. Ba mẹ cũng già rồi, ba mẹ không còn ấy nữa. Thế ông nhớ lời ba anh dế dặn chưa? Ông lớn nhớ lời anh dế dặn chưa?